Chào tất cả mọi người nhá. Chúng ta có thể thấy là Becamex là tiếp tục mở bán giai đoạn 4 nha cả nhà. Đây, trước mắt chúng ta là quốc lộ 14 này, giai đoạn 2 bên đây nha. Và đang khui ra để bán giai đoạn 4 này cả nhà ơi. Ai mà săn nguồn hàng rẻ này, giá ép không liên hệ ngay cho Trọng Thơ còn kịp nhá. À, mua đường đất, bán đường nhựa. Đất của Becamex thì đẹp quá rồi cả nhà. Tiếp tục những trục đường 25m mở rộng ra, đường 16m. Và hiện tại giai đoạn 4 đang bán giá F0 từ 600 đến 750 triệu trên một nền 150m2 nha, full thổ cư. Đất của chúng ta là đất ở đô thị nha. Đất ở đô thị cực kỳ đẹp. Ai đã từng theo dõi kênh của Trọng Thơ trong suốt thời gian qua thì chúng ta có thể thấy à, Trọng Thơ liên tục cập nhật cơ sở hạ tầng, giá và tiến độ xây dựng nhà ở, nhà phố, công ty cho cả nhà chúng ta cùng tham khảo để chúng ta đầu tư. Thì đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đầu tư tại thời điểm này, khi bất động sản đang chững về giá và đang có tín hiệu tốt là ngân hàng giảm lãi suất và tiếp tục bất động sản sẽ tăng giá trong thời gian tới. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ ngay ngày hôm nay nha, để có mức giá tốt nhất tại Becamex Trân Thành.